trăm lần. Đừng xin lỗi để anh có thể cảm thấy yên lòng. Đừng lừa rồi để em cô đơn trong chính căn phòng. Đừng quay lưng em một mình với nỗi đau này. Đừng buông tay, chỉ xa chốn này. Xin chào cả nhà của BB Thanh Mai. Em đang có mặt tại phòng điều trị trẻ hóa da. Hôm nay em có một vị khách hàng mới. Em sẽ mời cả nhà xem cái kết quả sau khi chị làm công nghệ trẻ hóa da cả nhà mình nha. Cả nhà đi theo em nha. Dạ em chào bác sĩ. Dạ, chào chị Phượng. Em chào chị Yến ạ. Hello em. Dạ, thoải mái không chị? Dễ chịu lắm em. Chắc là bác sắp làm xong cho mình rồi á. Mình cũng kết thúc luôn rồi đây chị Phượng ơi. Dạ, em sẽ mời chị Yến ngồi dậy nha. Để mình xem kết quả sau khi chị làm công nghệ trẻ hóa da. Chị có hồi hộp không? Để giờ nằm mà cũng suy nghĩ là không biết kết quả sao đây. Dạ đây, bây giờ em sẽ cho chị xem gương để chị cảm nhận được cái hiệu quả nha. Ok. Đây, chị nhìn giúp em ạ. Ôi, chị ơi, không nghĩ là nó thay đổi nhiều vậy luôn á. Cảm nhận như thế nào hả chị? Cái da chị á, lúc trước á, cái rãnh cười nè với lại cái nọng nè nó rất là rõ luôn. Mà mình mới làm xong á mà chị thấy nó cải thiện rõ luôn á em. Nó mất hết cái phần chảy xệ nè. Ê, da chị đụng vô nó thấy nó săn hơn trước ha. Ấy nó mịn hơn nữa. Thích quá đúng rồi. Chị không nghĩ là nó hiệu quả nhanh vậy luôn á. Dạ, em thấy cái vùng mắt của mình cũng sáng hơn á. Hồi nãy chị có thấy cái vùng mà mắt với lại chân mày của chị á, thấy nó sáng hơn, làm cho cái khuôn mặt của chị nó sáng hơn nữa đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì công nghệ này của mình có nâng cung chân mày mà. Bạn của mình có làm tại BB nè. Sau đó là giới thiệu chị Yến qua cho bên em đúng không ạ? Đúng rồi, lúc trước á là da của chị nó bị chảy xệ em. Dạ. Xong rồi cái chị đi cà phê gặp lại bạn cũ của chị, tự dưng thấy nó trẻ ơi là trẻ luôn, giống như là trẻ hơn lúc trước chị quen nó nữa. Xong chị cũng hỏi bí quyết coi là sao mà nó chống lại tuổi tác được hay vậy, thì nó chỉ chị đến bên em nè để sử dụng cái dịch vụ công nghệ bên mình. Thì chị cũng trước á là chị cũng đã sử dụng mỹ phẩm nè rồi tùm lum thứ hết á, mà nó không có cải thiện được cái vấn đề mà da bị nhão chảy xệ á. Sau khi mà sử dụng dịch vụ bên em là đúng là khác biệt hẳn luôn á. Chị rất là vui khi mà cải thiện được cái vấn đề mà chị đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ cải thiện được. Dạ, cảm ơn bạn của mình rất là nhiều. Và cũng cảm ơn chị Yến đã tin tưởng, đã trao cho BB Thanh Mai cơ hội để chăm sóc làn da cho mình nè. Chắc chắn là mình sẽ còn đẹp nữa, và đẹp hơn nữa so với bây giờ chị nha. Cả nhà mình ơi, nếu như cả nhà mình muốn có một làn da săn chắc, khỏe khoắn và tươi trẻ như chị Yến của em, thì cả nhà mình nhớ nha, 1800 6617 là tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai. Và hẹn gặp lại cả nhà ở những buổi live tiếp theo nha. Xin chào cả nhà. Bye bye.